một chương trình truyền hình thực tế có sự tương tác trực tiếp chân thật và ấn tượng dành cho những bạn trẻ còn độc thân, cá tính đang mong muốn tìm kiếm một nửa hoàn hảo của mình. Hứa hẹn đây sẽ là một cuộc cạnh tranh công bằng hết mình và chân thật nhất giữa các ứng cử viên để chinh phục trái tim của nhân vật chính. Ứng cử viên được giữ lại đến cuối cùng sẽ có một buổi tỏ tình độc đáo từ nhân vật chính. Người được chọn sẽ là ai? Mời quý khán giả cùng đón xem. Nhân vật chính của Yêu Là Chọn ngày hôm nay là Ngô Thanh Nhi, 29 tuổi, hiện đang là nhân viên ngân hàng tại quận 3. Nhi là cô gái rất lạc quan, vui vẻ, có tính tự lập cao. Từng trải qua nhiều cảm xúc trong tình yêu nên Nhi khá chín chắn và mong muốn tìm được người phù hợp để tiến đến hôn nhân. Hiện tại là mình vẫn còn độc thân là do là trước giờ là mình cũng có vài mối tình rồi, nhưng mà hiện tại là do cái thời gian đi làm cũng hơi nhiều, với lại cũng trải qua nhiều cảm xúc trong tình cảm rồi, nên hiện tại là để tìm một người thích hợp thì cũng hơi khó. Mình đến với chương trình này hy vọng là có thể là tìm được những bạn có thể phù hợp với mình để có thể đi chung với nhau về con đường phía trước. Mình mong chờ là ở chàng trai đầu tiên mình sẽ gặp, tốt nhất là ngoại hình tốt một chút, đẹp một chút, cũng dễ nhìn. Thì mình sẽ có động lực để đi tiếp hai chàng trai sau nữa, vì sẽ có cảm xúc nhiều hơn. Và địa điểm cho các cuộc gặp gỡ lần này là khu nghỉ dưỡng Forever Green Resort tọa lạc tại tỉnh Bến Tre, với không gian xanh mát và thiên đường bonsai vô cùng nghệ thuật phong phú, đặc biệt thu hút khá nhiều du khách với những hoạt động vui chơi giải trí tại đây. Ứng cử viên đầu tiên là Đoàn Di Cẩn, 27 tuổi, đang là nhân viên xuất nhập khẩu tại quận 8. Cẩn là người đàn ông của gia đình, rất khéo tay, biết nấu ăn và khá nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Hiện tại cảm xúc của mình rất là hồi hộp, không biết là bạn nữ có nhiều câu hỏi hay không. Cái profile thông tin của bạn nữ là mình ấn tượng nhất là sở thích của bạn nữ rất là trùng hợp với cái sở thích của mình. Nấu ăn, thích đi du lịch, xem phim, nhiều lúc buồn thì đi chơi một mình. Hy vọng là bạn nữ và mình sẽ đi đến cuối chương trình. Chào anh. Chào em. Anh có thể cho em được biết tên của anh được không ạ? Anh tên là Cảnh. Anh 27 tuổi. Hiện tại anh đang làm công việc xuất nhập khẩu. Anh có ngại khi mà em lớn tuổi hơn anh? Cái vấn đề tuổi tác thì anh và gia đình không quan trọng. Nói chung là với em cũng vậy, quan trọng là phải hợp nhau, với lại có cùng sở thích thì mới có thể đi lâu đi dài được. Đúng nên rồi. Là em cũng hy vọng là anh là một người không ngại tuổi tác. Anh cũng không ngại tuổi tác. Hình như sở thích của em là nấu ăn phải không? Em thích nấu ăn, thích làm bánh. Nói chung là em rất thích ăn cơm nhà. Ở ngoài thì em có thể là ăn phở, hủ tiếu, ăn bất cứ thứ gì, nhưng mà khi mà về nhà thì em chỉ thích nấu cơm thôi. Nói chung em rất thích ăn cơm nhà. Anh cũng rất là thích ăn cơm nhà. Dạ. Vậy thì nói chung là có điểm đó thì em thấy là cũng được. Cho anh hỏi em một câu hỏi. Dạ rồi ạ. Điều gì khiến em đến chương trình này? Em thì trước đây thì em cũng có bạn trai, nhưng mà do là thời gian đi làm việc cũng hơi nhiều, cũng không có cơ hội được gặp nhiều người á. Với lại em thấy là chương trình này cũng thú vị, cũng có cơ hội cho mình biết thêm được, tìm hiểu thêm được vài bạn. Nên là em tự tạo cơ hội cho bản thân nên là em tìm đến chương trình thôi. Trước giờ anh có nhiều... có từng quen nhiều bạn gái chưa? Chỉ có quen một mối tình thôi. Dạ. Từ thời sinh viên á. Đến khi ra trường đi làm á thì hai người không hợp nhau. Dạ. Thì tới bây giờ, với lại công việc của anh chiếm nhiều thời gian cho nên là hai đứa chia tay. Chia tay lâu chưa anh? Khoảng hơn một năm rồi em. Nói chung là em tiếp xúc với anh em chưa có gặp mặt, nhưng mà qua nói chuyện á thì em thấy anh cũng hơi trầm tính. Nói chung là tính cũng lành tính đúng không? Anh cũng hơi ít nói, nhưng mà nói chuyện mà khi mà hợp thì nói là nhiều. Còn bình thường thì anh cũng ít nói. Anh đừng có lo, nói chung là đi với em, nếu mà anh ít nói thì em sẽ kéo anh lên. Anh sẽ nói nhiều theo em, tại vì em nói rất là nhiều. Nên anh cũng sẽ không có buồn đi chơi chung với em đâu, em nói thiệt. Đến với chương trình đó thì anh cũng có món quà tặng em. Dạ. Em mở ra xem bây giờ được luôn hả? Được luôn. Dạ rồi, cảm ơn anh. Nói chung là nó không có hoàn mỹ, nhưng mà hồi đêm anh thức khuya chuẩn bị cho em, nhưng mà nó chưa xong kịp thì nó không có được đẹp lắm. Thì có gì nếu mà anh cảm thấy chưa hoàn mỹ thì em sẽ gửi lại, anh có thể mình làm tiếp và hôm sau đưa cho em cũng được. Được. Nhưng mà em mở ra trước nha. Hình như anh dán hơi bị kỹ đúng không? Anh tự tay làm á. Trong đây là... cái này là anh làm bằng cái gì đây?
À, cái đó chỉ là... À, cái này là đáp thành một cái chữ đúng không? Em không biết nhưng mà thấy anh làm rất là công phu, chắc bỏ rất nhiều thời gian thì phải. Anh sẽ giữ kỹ món quà này. Món quà anh làm á thì có một cái thông điệp gửi cho em là... nó bền vững, anh muốn tìm kiếm một cái mẫu bạn gái quen lâu dài và đi đến hôn nhân. Dạ. Thì cuối chương trình thì em có thể cho anh nắm tay được không? Anh muốn em có cảm xúc hay không? Hai. Khi nói chuyện với anh. Dạ vì... rồi ạ. Thì có thể nắm tay. Anh muốn nắm mấy ngón? Anh muốn nắm một bàn mà. Dạ rồi. Có cảm nhận được gì không? Em có cảm xúc không? Em hơi run, hiện tại bây giờ là em hơi run. Tại vì gặp người mới gặp lần đầu tiên mà nắm tay thì cũng hơi run. Em nghĩ là gặp mặt rồi đối mặt nhau thì sẽ dễ hơn. Dạ. Anh có thể ôm em một cái được không? Anh là người đầu tiên và còn hai bạn nam nữa. Dạ. Cho nên là anh hy vọng được em chọn vào phòng trong. Dạ rồi. Cảm ơn. Dạ cha. Ừ, chào em. Cảm xúc của mình khi gặp bạn trai, bạn đầu tiên thì mình có cảm giác là bạn đó rất là hiền, ít nói. Có thể là bạn đó sẽ nói nhiều hơn khi mà quen thân hơn. Nhưng mà mình cũng thích những người ít nói, trầm tính như vậy. Còn về món quà của bạn cho mình thì về giá trị tinh thần thì mình cảm thấy là bạn bỏ ra cũng rất nhiều công sức. Nên là dù sao thì mình cũng sẽ rất là thích và rất trân trọng món quà này của bạn. Vì mình và bạn nam thì cũng mới gặp nhau khoảng vài phút nên là cái việc mà thân thiết với nhau thì cũng ngại, mình cũng run, mà bạn đó mình cảm thấy bạn đó cũng hơi run. Mình cảm thấy bạn tay bạn đó thì ấm hơn tay mình. Hy vọng là bạn này là sẽ là một người có thể đủ để che chở cho người phụ nữ bên cạnh mình. Cái cảm xúc của mình á thì hơi hồi hộp và có chút rung động với bạn nữ này. Bạn ấy nói chuyện rất là dễ thương, hay nói nhiều, tại vì mình cũng ít nói cho nên là gặp bạn nữ nói nhiều thì dễ, hai người dễ hòa hợp vào câu chuyện hơn. Cái cảm giác mình được nắm tay bạn nữ thì lâu lắm rồi mình mới nắm tay lại một bạn nữ thì cảm giác là rất là hồi hộp, hơi run, mà cả bàn tay bạn nữ đó là ấm và mềm mại. Sau cuộc nói chuyện với bạn nữ thì mình nghĩ bạn nữ cũng có chút cảm tình với mình, thì mình nghĩ cuộc nói chuyện của mình và bạn nữ thành công khoảng 60%. Chuẩn bị gặp bạn trai thứ hai thì mình cũng hy vọng là một bạn có ngoại hình cao hơn một chút, tại vì mình nhỏ con nhưng mình rất thích cái bạn nào đó cao để có thể đứng sau lưng bạn đó, để có cảm giác là được che chở như vậy. Nên là mình hy vọng là bạn sau sẽ cao hơn một tí, với lại sẽ nói nhiều hơn một chút. Ứng cử viên thứ hai là Bùi Minh Thắng, 31 tuổi, từng làm lễ tân khách sạn nhưng hiện đang tập trung học tiếng Anh để làm việc cho công ty may mặc tại Mỹ trong thời gian tới. Thắng rất hài hước, tự tin vào bản thân và khá ga lăng với người mình yêu. Cảm xúc hiện tại của em hiện nay đang nói chung là khá là hồi hộp. Em không biết là khi mà gặp cô gái thì em phải nói như thế nào để thuyết phục cô ấy. Điều em ấn tượng nhất ở cô gái đó là cô gái đó vui vẻ, cởi mở, sâu sắc và biết quan tâm. Ngoại hình của cô gái nói chung là em cũng khá là ưng ý, bởi vì mẫu con gái mà em thích là có một nụ cười xinh. Em nghĩ là hợp với chiều cao của em, bởi em cũng không được cao ráo lắm. Em nghĩ là cô gái đó hợp 80% với người yêu mà em nghĩ là lý tưởng của em. Chào anh. Chào em. Em tên là Nhi đúng không? Dạ vâng đúng rồi ạ. Anh có thể là tự giới thiệu sơ sơ về bản thân mình được không ạ? À đương nhiên rồi. Anh tên là Thắng. Dạ. Nhưng mà nghệ danh của anh là Bùi Hoàng Phi Long Thắng. Ghê vậy, nghệ danh sao mà dài quá vậy? Nhưng mà tên anh thì dài thọt lọt qua cả cầu Sài Gòn. Nhưng mà người anh thì thấp tụt tịt à. Thiệt không? Thấp là khoảng bao nhiêu? Em đã thấp rồi nha. Anh thì cao 1m63 thôi. Dạ. Nhưng mà nói chung là cao hơn em là được. Em nghe giọng của anh thì hình như không phải là người ở người miền Nam đúng không? Đúng rồi, anh là người gốc Bắc. Nhưng mà nhà anh chuyển vô Lâm Đồng cũng khá là lâu rồi. Lâm Đồng ở chỗ nào? Nhà anh ở Di Linh. À, quê ngoại em ở Bảo Lộc. À vậy à, thế thì chúng ta có gần điểm chung rồi. Anh có thường hay về quê không?
anh cũng thỉnh thoảng cũng về. Mà em biết gì, mà em biết cái câu nói về trai Lâm Đồng không? Dạ không. Người ta nói là đường Lâm Đồng vừa cong vừa vẹo, trai Lâm Đồng chỉ thích mẹo gái xinh thôi. Không, mấy bạn gái xinh hơn. Nói chung là anh nói đùa đấy. Em thấy là anh cũng vui vẻ, nói chung là hợp với em á. Em cũng thích nói đùa, nói chung là em thích những người vui vẻ. Chắc tại cái miệng anh xinh thế chỉ nói điều hay thôi. Anh là người thứ hai em gặp. Thì nói chung cái cuộc nói chuyện này em thấy nó cũng thoải mái rồi đó. Nói chung cũng đỡ căng thẳng hơn lúc nãy. Tại vì hồi nãy gặp bạn kia hơi hiền, em cũng hơi ngại là mà kia sợ. Nhưng mà anh cũng chỉ sợ một điều rằng cái con gái thì cũng tính cách nói chung là cũng khá là sớm nắng chiều mưa, giữa trưa ẩm ướt theo kiểu như này. Thôi, con trai mà nói chuyện mà lầm lì ít nói quá thì con gái nó bảo hiền. Còn nếu mà nói chuyện vui vẻ mà tự tin quá để dẫn dắt bạn gái nói chuyện thì các cô gái lại nghĩ rằng cái ô chắc là chàng trai này cái chắc là hay tán gái này nọ lắm đây. Nhưng mà thực sự thì anh không theo kiểu như thế. Anh chủ yếu là muốn nói chuyện vui vẻ, nói chung là để gây ấn tượng với em. Không, ấn tượng rồi đó, nói chung là cái việc anh gây đã có ấn tượng rồi đó, nói chung anh thành công rồi đó, bước đầu. Thế thì anh cũng hơi tự tin một chút để nói chuyện với em. Hôm nãy giờ nói quá trời, em chưa biết làm công việc gì. Công việc của anh đó là trước anh làm lễ tân khách sạn. Vì nhưng mà trong đó, nhưng mà gần đây thì anh mới nghỉ công việc đấy ở được khoảng một thời gian. Bởi vì vừa qua thì anh cũng có đăng ký, anh cũng ký hợp đồng với một công ty về bên may mặc của một người quen bên Mỹ. Thì anh đang có ý định để sang đấy trong vòng mấy tháng. Anh muốn tìm hiểu một môi trường mới để mà thử thách với bản thân mình hơn. Thì cũng rất vui vì buổi nói chuyện với anh hôm nay. Tại vì gặp anh thì em cũng đỡ căng thẳng hơn, cũng đỡ hồi hộp hơn một chút rồi đó. Anh có tìm hiểu qua thì anh biết là em thích trà đào. Từ sáng đến giờ cái anh cầm cụ anh pha từ nãy đến giờ để chờ em ra để tặng cho em đấy. Anh pha luôn hả? Em uống cho đỡ khát nhá. Dạ rồi ạ, em cảm ơn anh. Hay bây giờ em uống luôn được không? Em cứ thử xem là tay nghề của anh như thế nào. Nói chung là anh là một chàng trai cũng khá là đảm đang trong việc nội trợ. Anh nấu ăn hoặc là anh nấu ăn cũng khá là ổn. Và anh hy vọng rằng sẽ có một ngày nào đấy cái sẽ có một cô gái đủ can đảm ăn những món anh nấu. Anh hoàng cũng rất là ổn nhưng mà phải có đủ can đảm mới ăn được hả? Bởi vì em biết không, bởi vì gia vị mỗi miền nó khác nhau. Cảm ơn ly trà đào của anh. Từ nãy giờ cái anh cũng đã cảm nhận được tính cách của em chút. Cho anh có thể cầm tay em chút được không? Dạ rồi cũng được ạ. Có gì? Anh bao nhiêu mùa rong ngổ rồi còn chưa biết cầm cổ tay ai đây. Cầm tay thôi. Anh không biết là cầm tay như nào cho nó phải nữa. Nhưng mà nói chung là bàn tay em khá mềm. Thôi đường còn dài thì ngày mai đi tiếp. Tâm sự này xin nhận tiếp lần sau. Anh nghĩ là chúng ta sẽ có nhiều, sau buổi hôm nay sẽ có nhiều buổi nói chuyện hơn nữa. Dạ rồi ạ. Mà trước khi chia tay em thì anh cũng chỉ biết nói thế này thôi. Dạ. Anh nghĩ là anh cũng không biết là anh cũng sẽ được em chọn hay không. Dạ. Nhưng mà anh cũng rất là vui vì đã được nói chuyện với em. Còn chọn lựa hay không đó là thuộc về trái tim và lý trí của em. Thôi anh chỉ biết nói thế thôi. Dạ. Mình cảm nhận về chàng trai thứ hai thì bạn này khá là vui tính, nói chuyện thì cũng hoạt bát, sáng tạo, nói chung là vui vẻ. Với lại cùng quê ngoại mình nữa cũng là một lợi thế. Bạn nó biết mình thích trà đào cũng là cơ bản là có tìm hiểu trước về sở thích của mình. Tại vì mình thì miễn ai mang trà đào mình là mình sẽ thích. Nói chung là ghi điểm ở phần đó rồi. Qua cách nói chuyện với lại qua cái cảm nhận về việc nắm tay thì mình thấy bạn đó cũng khá là chỉnh chu. Nói chung là cũng đúng với ý của mình. Tại vì mình cũng thích một người nào đó vẻ ngoài chỉnh chu một chút, tươm tất một chút. Thì mình lấy với bạn này cũng phù hợp. Nói chung là cảm xúc của mình hiện nay bây giờ cái vẫn còn đang rất là hồi hộp. Nhưng mà khi mà nói chuyện với cô gái xong thì mình cũng cảm thấy vui. Bởi vì thấy một người nói chuyện cũng khá là, hai người nói chuyện khá là hợp. Còn không biết là cô ấy cũng có chọn mình hay không thì cái đấy còn phụ thuộc vào cô ấy thôi. Mình không quá tự tin là cô sẽ chọn mình vào vòng tiếp theo. Nhưng mà mình có hy vọng là cô sẽ chọn mình. Lúc nãy mình có mong chờ là chàng trai thứ hai là sẽ cao hơn mình nhiều.
Nhưng mà bạn đó thì cũng chỉ cao hơn mình một ít thôi, nên là mình hy vọng là chàng trai thứ ba là sẽ cao hơn mình nhiều theo đúng như suy nghĩ của mình. Ứng cử viên thứ ba là Nguyễn Xuân Bách, 27 tuổi, hiện đang là chuyên viên tư vấn cho ngân hàng quân đội. Bách rất sôi nổi, nói chuyện khéo léo, tự tin chinh phục bạn gái trong lần đầu gặp mặt. Cái cảm giác mà hiện tại không chờ đợi sắp gặp bạn gái là mình cảm thấy nó hơi hồi hộp và cảm thấy tim đập nhanh hơn. Theo xem về profile, đây là một cô gái nhìn từ những cái hình ảnh thì thấy là bạn thanh nhi, nhìn rất là dễ thương. Cộng với những cái thông tin mà bạn chia sẻ, những cái sở thích chung này kia thì nó đâu đó khoảng cỡ 80%, làm cho mình cảm thấy nó có nhiều cái điểm phù hợp. Chào anh. Chào Nhi. Rất vui được làm quen với em. Dạ rồi, em cũng rất vui được gặp anh ạ. Anh có thể cho em biết tên của anh tên gì được không ạ? Anh tên là Bách. Anh xin giới thiệu về bản thân một chút nha. Dạ. Anh sinh năm 91. Dạ rồi ạ. Và hiện tại anh đang ở Đồng Nai và làm việc tại thị xã Long Khánh. Dạ rồi. Trước tiên thì anh có một lần đầu gặp gỡ thì anh có một món quà muốn tặng cho em. Dạ rồi ạ. Anh gửi quà nha. Dạ, em cảm ơn. Ôi trời, em mở ra coi được không? Được. Cái này là... Đó là sáo. Thì không biết em có thích nghe... sáo, nghe âm thanh từ sáo hoặc là những dụng cụ âm nhạc gì đó không? Dạ thích, nói chung là em rất thích món quà này, với lại nhưng mà sẽ thích hơn là khi mà anh thổi cho em nghe. Hiện tại là chỉ mới thích một nửa thôi. Thì chờ chút xíu thì em sẽ thích 100%. Dạ rồi, cảm ơn anh Bách nhiều ạ. Anh Bách không phải là sống ở thành phố Hồ Chí Minh à? Thật ra cái công ty anh làm việc là trụ sở chính ở thành phố Hồ Chí Minh, thì một tháng trung bình thời gian mà anh lên xuống giữa Đồng Nai với thành phố Hồ Chí Minh thì rất cũng thường xuyên. Anh làm công việc của anh là anh làm về cái gì vậy? Công việc của anh là cũng là làm ở ngân hàng và vị trí là chuyên viên tư vấn bảo hiểm tại ngân hàng. Anh Bách thì hiện tại em lớn hơn anh 2 tuổi đó. Anh cũng biết tuổi của em rồi mà đúng không? Đúng rồi. Anh có ngại việc đó không vậy? Không vấn đề đó, tại vì mình người Việt mình có câu thường hay nói về duyên giữa trai với gái đó. Dạ. Là nhất gái hơn hai gì trai hơn một. Vậy thì ở đây là cái độ tuổi đẹp lý tưởng nhất rồi. Vậy là tức là nhất rồi đúng không? Đúng rồi. Nói chung là tính thì rất là vui vẻ, rất là dễ gần, nói chuyện cũng dễ, nói chung tiếp xúc với Nhi rất là dễ, nên là bác đừng có lo là khó gần gũi với Nhi nha. Rồi, ok. Nếu mà dễ gần như vậy thì không biết chỉ có thể cho bác mượn bàn tay được không? Tức là dễ gần là sẽ nắm tay được đúng không? Không phải là vậy, nhưng thật sự thì theo Bách nghĩ là giữa tình cảm giữa nam với nữ khi làm quen gì đó thì cái cảm xúc đầu tiên thì từ những cái tại vì hiện tại là mình chưa thể thấy mặt nhau thì những cái cảm xúc như là đọc chạm vào nhau như chạm tay đó chẳng hạn thì nó sẽ cho mình một cái cảm xúc gì đó để mình cảm thấy là tụi mình có cái cảm giác gì đó hay không. Rồi, có gì là mình nắm tay rồi xong có gì thảo sáng cho chị nghe nha. Chị muốn nghe thử, rất muốn nghe thử. Rồi, ok. Chắc tay này nó thuận hơn đúng không? Ừ. Không biết thì như Nhi thích mẫu người con trai như thế nào? Nói chung là hiền lành. Nói chung quan trọng là hiền lành chứ cái đã gọn ghẻ, tươm tất. Đừng có cọc tính nha, Nhi không thích ai cọc tính đâu. Mặc dù tính Nhi rất là dễ chịu. Với lại Nhi thấy sao tay run quá vậy? Có lẽ Nhi phải là người run chứ sao mà Bách run quá vậy? Chắc là do bị bệnh Parkinson á chứ không phải là do hồi hộp đâu. Rồi, nói chung là hy vọng tí xíu gặp mặt nhau thì sẽ đỡ run hơn chút nha. Rồi, ok. Bây giờ có thể thổi thử một đoạn sáo cho Nhi nghe được không? Rồi, vậy thì giờ Bách sẽ thổi trước cho Nhi nghe một đoạn sáo rồi cái gì mình trò chuyện tiếp. Bách sẽ thổi cho Nhi nghe bài Thần Thoại nha. Thank you.
rồi, xong rồi. Cảm ơn bác. Anh trả lại cái sáo nha. Dạ rồi. Vậy bây giờ cái này là của em đúng không? Rồi đúng rồi, đây là quà của em rồi. Nói chung là cảm ơn bài hát của anh. Em... rồi. Nhi không thấy gì hết đó nha. Không thấy gì hả? À? Ờ đúng rồi đó, thấy là... Hiện tại coi như mình cũng sắp xong vòng 1 rồi thì Bách là chàng trai cuối cùng trong 3 chàng trai. Nên bởi vậy thì Bách không biết là khi mà mình tới sau cùng như vậy á thì mình có sẽ bị thực sự là có thua thiệt gì không so với hai bạn đi trước chẳng hạn. Thì Bách là rất là hy vọng thì mình sẽ là người được chọn để cùng bước tiếp vào phòng tiếp theo. Ok, nói chung là Nhi cũng hy vọng là sẽ gặp được Bách ở vòng sau ha. Cái gì bắt tay một cái hữu nghị nha. Rồi, bắt tay cái hữu nghị. Đúng rồi. Rồi, ôm một cái hữu nghị luôn. Ôm nhẹ một cái nha. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn Bách. Sau khi gặp chàng trai cuối cùng thì mình cảm nhận về bạn Bách thì thứ nhất là bạn Bách làm chung ngành với mình là cũng ở bên ngân hàng. Nói chung là cũng thích hợp. Với lại bạn thì cũng không quá ít nói. Nói chung là cũng lại biết thổi sáo nữa. Mình lại thích những cái bạn mà cũng thích về âm nhạc á, biết về một vài cái nhạc cụ như vậy. Cái cảm xúc của Bách ở đây đối với bạn nữ á thì Bách cảm thấy đây là một bạn nữ có như cái giọng nói rất là dễ thương, cũng như cách nói chuyện cũng rất là nhẹ nhàng. Một bạn nữ như vậy thì thực ra rất là dễ thu hút một bạn nam khác phái. Từ tính cách rồi cũng như mình được trò chuyện trực tiếp thì Bách cảm thấy đây là cũng là một bạn là bạn nữ là đối tượng phù hợp đối với bản thân mình. Giây phút quyết định khó khăn cũng đã đến. Liệu Nhi sẽ tặng hoa từ chối ai và chàng trai nào không may mắn phải ra về? Sắp tới đây thì mình cũng sẽ phải là tặng hoa cho một bạn mà mình không ấn tượng nhất, hoặc là mình sẽ không chọn bạn đó. Đối với mình á, thì mình thích một là loại người hiền lành, ít nói một chút trầm tính, hoặc là một loại người là nói nhiều và nói chuyện vui vẻ. Nhưng mà mình vẫn ưu tiên mấy bạn hiền lành, ít nói hơn. Nên là có thể nếu mà chọn một bạn mà không đi tiếp thì mình sẽ chọn bạn thứ hai là bạn Thắng. Tại vì bạn nói nhiều quá, nói nhiều hơn mình. Với lại qua cách cư xử của Thắng thì mình chưa cảm nhận được là sự thật lòng nhiều trong tình cảm ở bạn đó. Nhưng mà hy vọng là gặp bạn Thắng rồi có thể là mình sẽ có một cảm nhận khác hoặc có một suy nghĩ khác, một ấn tượng khác. Cảm giác của em bây giờ nói chung là rất là hồi hộp và mong chờ bạn gái tới. Nhưng mà em vẫn hy vọng, em nghĩ là em cũng có những cái ưu điểm của mình. Em nghĩ em là một chàng trai hài hước và nói chuyện chắc là cũng có chút có duyên. Và em mong chờ là bạn gái đấy sẽ chọn em. Còn về hai đối thủ của em sắp tới thì em nghĩ các bạn ấy có lợi thế hơn em, đó là trẻ tuổi hơn em. Cảm giác của Bách hiện tại thì Bách cảm thấy rất là hồi hộp. Anh Nhi với Bách cũng gần như là làm trong một cái ngành nên nó sẽ có nhiều cái ngưỡng điểm tương đồng để Bách cảm thấy là mình sẽ có lợi thế hơn so với hai bạn còn lại. Cảm giác của mình lúc này cũng khá hồi hộp và cũng có một chút tự tin. So với hai bạn cái bên thì mình hơi chiều cao hơi thấp một chút, nhưng mà ngoại hình thì ok hơn. Hôm đầu tiên em xin chào anh trước cái đã. Rất cảm ơn vì buổi nói chuyện với từng anh ngày hôm nay. Nói chung là em rất vui vì được tham gia chương trình và được gặp các anh. Cho dù kết quả ngày hôm nay thì có như thế nào đi chăng nữa thì em nghĩ là mai cũng sẽ vui vẻ vì buổi gặp mặt hôm nay và vẫn sẽ vui vẻ vì mình đã từng được gặp nhau ha. Các anh có thể là quay lưng lại để có thể cho em nhìn thấy mặt được không ạ? Dạ, cảm ơn. Ôi, con gái nhà mà xinh thế. Bây giờ em biết là khi gặp nhau, khi mà quay mặt lại, người nói đầu tiên sẽ là anh Thắng. Em biết mà, đúng không? Chỉ em hiểu anh thôi. Dạ. Người thứ hai chắc có lẽ là bạn Bách đúng không? Còn anh thì anh Gẩn đúng không? Người em gặp đầu tiên đúng không ạ? Thì hôm nay thực ra Bách thì làm chung ngành với Nhi thì cũng thích hợp trong công việc. Còn anh Thắng á thì anh nói nhiều. Em sợ về anh nói với em thôi, nhưng mà em nghĩ là chắc anh sẽ nhường em. Còn anh Cẩn thì em thích anh ở chỗ là anh nhiều, với lại em cảm nhận là anh ít nói, với có lẽ là trầm tính, nên là em thích anh ở chỗ đó, là biết nấu ăn nữa. Bây giờ em xin tặng hoa cho một người mà ít em cảm thấy là ít thích hợp hơn thôi.
Ờ, trong đây là... Cái này là bằng cái gì đây? À, cái đó chỉ là... À, cái này là đáp vào một cái chữ đúng không? Em không biết nhưng mà thấy anh làm rất là công phu, chắc bỏ rất nhiều thời gian thì phải. Thì thôi, chị thấy sao tay run quá vậy? Đáng lẽ Nhi phải là người run chứ sao mà Bách run quá vậy? Chắc là do bị bệnh Bách khi sinh á, chứ không phải là do hồi hộp đâu. Rồi. Vậy thôi à. À, anh có tìm hiểu qua thì anh biết là em thích trà đào. Từ giờ đến giờ cái anh cầm cụ anh pha từ nãy đến giờ để chờ em ra để tặng cho em đấy. Nói chung là anh là một chàng trai cũng khá là đảm đang trong việc nội trợ. Anh nấu ăn cũng khá là ổn. À. Anh bao nhiêu mùa rong ngổ rồi còn chưa biết cầm cổ tay ai đây. Anh còn biết là cầm tay như nào cho nó phải nữa. Nhưng mà nói chung là bàn tay em khá mềm. Mà anh thấy tay em mềm hơn các cô gái khác đấy. Dạ rồi. À, em nghĩ ra đây ai không cười thì em sẽ không chọn người đó mà ai cũng cười hết rồi. Thì thôi à... À, cái này là đa bác nha. Rồi, cảm ơn Nhi. Không phải là... Tại vì... Nhi nghĩ là bác với Nhi thì có thể làm bạn với nhau. Ồ, nhưng mà Nhi vẫn thích một người chững chạc hơn một chút. Nên là mình có thể làm bạn với nhau. Rồi, ok. Nhi. Đừng có buồn nha. Rồi, không gì. Rồi, vậy bye bye Nhi. Chào bác. Chào bác tay một cái của mình lại nha. Rồi, ok. Cảm ơn. Còn về bạn Bách thì có lẽ là so với em thì bạn vẫn còn hơi còn non một chút nên là em nghĩ là có thể làm bạn với nhau thì thích hợp hơn. Về cảm xúc của Bách thì Bách cảm thấy khá thất vọng khi là mình là cái người được chọn để không bước tiếp cái vòng tiếp theo. Thì Bách cảm thấy là Nhi thích cái sự ví dụ như sự giống như chín chắn nhiều hơn. Còn theo suy nghĩ của Bách thì chắc sẽ là bạn Cẩn là sẽ là người Nhi chọn cuối cùng. Thì lúc nãy thì mình cũng chỉ có dịp trao đổi với nhau một ít thôi. Thì em cũng chỉ biết tính tình cơ bản sở thích của các anh thôi. Thì hy vọng là từ giờ đến chiều nay mình sẽ tham gia với nhau nhiều hoạt động hơn. Rồi mình có dịp tìm hiểu nhau nhiều hơn thì mình sẽ hiểu nhau nhiều hơn ha. Rồi cảm ơn hai anh. Hy vọng là mình sẽ có một buổi chiều thật vui vẻ. Cảm ơn hai anh nha. Chào bắt tay mọi người một cái. Dạ, cảm ơn anh Thắng. Dạ. Dạ.